thấy cái con nhỏ mà lỡ đổ nước lên cái giỏ này kia rồi phải sao không ta, cũng lỡ thì lỡ thì rồi cứ nghĩ là nhìn về cứ nghĩ chắc là mất ngủ chết rồi, cái giỏ mình chịu mấy công việc thì làm đổ nước thì cứ hơn chúng ta kiểu gì đó lo lắng. Mình làm được một bộ món đẹp vừa ý khách thì khách khen mình thì mình cảm thấy vui rồi, nhưng mình cũng học người này thì mình cũng rút ra được nhiều cái rất là hay. Gặp những người khách khó họ mình làm không vừa ý họ thì mình phải học được những cách làm những gì. Nếu mà có điều kiện thì em cũng sẽ mở một cái tiệm nail ở đây. Khách hàng của chị á, em biết bạn cao, ví dụ bạn nếp tóc đồ á mà mấy 75 gì đó nha, yeah. Chị gì em biết rồi, chắc mấy 55 thôi. Chị bạn tới chị đứng nửa người bạn thôi, nhưng mà chị biết bạn phát ai cho em đẹp hơn nói dạ không, dạ không, chị đẹp hơn em kiểu như đó hả chị. Chị cũng thấy vui là ủa như nói sao em đẹp quá em đi thi hoa học, chị ngồi đây sao dám thi kiểu vậy đó.